Xin chào các bạn, thì hiện tại Phúc đã bước chân vào phòng rồi các bạn. Thì ngay sau lưng Phúc của các bạn là phòng nghỉ lớp dành cho hai người. Hôm nay là Phúc đi Phúc và một anh tài xế, cái anh mà cầm camera để quay cho Phúc nha các bạn. Thì bây giờ Phúc sẽ chia sẻ một vài thông tin cho các bạn nha. Hôm nay là Phúc đang có mặt tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột. Khách sạn này thì đạt tiêu chuẩn là 5 sao. Khách sạn tọa lạc tại địa chỉ số 81 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ về giá phòng đó các bạn. Thì ở đây các bạn, cái tầng mà Phúc đang ở là tầng 16. Giá của phòng Phúc phòng nghỉ lớp là 1.1 triệu. Nếu mà các bạn ở phòng nghỉ lớp mà những cái tầng thấp ở bên dưới các bạn, thì nó sẽ có một cái mức giá vừa phải hơn, tầm khoảng 750 đối với một phòng từ 1 tới 2 giường các bạn ha. Thì ngoài ra thì còn một cái hạng phòng cao hơn là phòng suite. Ở đây các bạn thì phòng suite thì cũng thấy giá là tầm khoảng 2,5 triệu trở lên. Ngoài ra thì sẽ có một vài loại phòng cao cấp hơn nữa cho đến 3 triệu đồng một đêm nha các bạn nha. Thì bây giờ là Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn về cái căn phòng của Phúc nha các bạn. Đầu tiên sau khi mà Phúc vào trong phòng của các bạn thì ngay bên tay phải của Phúc á là cái phòng vệ sinh ha. Ngay bên tay trái của Phúc các bạn có thấy không, đây là một cái tủ đồ. Thì bây giờ Phúc sẽ đi dẹp hành lý nha các bạn. Ở bên dưới này là các bạn, là họ sẽ chuẩn bị cho mình những cái đôi dép Lào này các bạn. Đó, thì một hồi cái vali á là Phúc sẽ để đây các bạn ha. Bây giờ Phúc sẽ bỏ dép ra nha. Thường đó các bạn, những cái khách sạn 5 sao là họ sẽ chuẩn bị cho các bạn những cái hộp để các bạn đánh xi giày này các bạn. Đó. Thì bây giờ Phúc sẽ nói về căn phòng nha các bạn. Như các bạn thấy là trong cái căn phòng này Phúc sẽ có 2 giường. Ở đây đó là một cái giường như vậy các bạn, là sẽ có kích thước là 1,2 bề ngang. Mỗi một cái giường như vậy là mình sẽ có một cái gối lớn và một cái gối nhỏ ha các bạn ha. Thì hai bên đó các bạn, họ sẽ có 2 cái đèn ha các bạn nha. Thì bây giờ Phúc sẽ bật cái đèn lên. Bật 2 cái đèn lên. Là các bạn có thấy không, là hai bên đó thì sẽ có 2 cái đèn. Thì ngay chính giữa này các bạn là mình sẽ thấy có một cái cuốn sổ tay. Ở ngay chính giữa này các bạn là mình sẽ thấy có một cái đồng hồ nè, một cái điện thoại, một cái remote để điều khiển nhiệt độ trong phòng này ha các bạn ha. Ở đây các bạn là khách sạn 5 sao thì cái sàn ở này các bạn là mình thấy là họ sử dụng là sàn gỗ. Ở ngay đối diện 2 cái giường ngủ thì mình sẽ có một cái chiếc tivi ha các bạn ha. Bên này các bạn là mình sẽ có một cái bàn làm việc. Ở đây là họ chuẩn bị cho mình một cái hộp giấy. Mình sẽ có một cái gương. Như những cái nơi khác thì Phúc để ý là mình sẽ có những cái ghế như là sofa. Còn ở đây là họ chuẩn bị cho mình một cái ghế để relax. Một cái ghế như vậy mình có thể ngồi từ 1 tới 2 người. Thì họ xếp như vậy là các bạn có thể ngồi được 1 người, nhưng mà cái này các bạn có thể tách ra, các bạn ngồi được 2 người. Thì ở đây các bạn có thể dùng để uống trà. Thì cái view này các bạn, là mình là view thành phố rồi các bạn thấy không, nhưng mà bây giờ tối rồi cho nên thôi Phúc đóng lại luôn ha. Thì trong cái căn phòng này các bạn là họ có một cái bức tranh ở ngay chính giữa phòng này các bạn. Đó. Các bạn có thấy gì không? Ngay sau lưng Phúc của các bạn là cái lối đi vào. Thì theo cái chuẩn của Mường Thanh Luxury mà Phúc thường hay đi các bạn, thì ngay bên tay phải của mình, thường khi mình bước chân vào các bạn, vẫn là một cái phòng tắm, vẫn là một cái phòng vệ sinh các bạn ha. Thì bên tay phải là mình sẽ có một cái tủ. Ngay cái khu vực này các bạn, như mọi khi là mình sẽ có 2 chai nước miễn phí, một cái ấm nước, 2 cái ly sứ, họ chuẩn bị cho mình 2 cái muỗng. Ở đây là mình có những bịch trà, cà phê miễn phí các bạn ha. Bên dưới này là mình có một cái tủ lạnh này các bạn. Thì ở đây là họ sẽ chuẩn bị cho mình thêm là 2 chai nước này các bạn. Thì 2 chai nước này họ có niêm phong cái dấu Mường Thanh này các bạn. Thì mình nghĩ là họ niêm phong như thế này là tránh cái trường hợp là các bạn mua nước từ bên ngoài về các bạn bỏ vô á. Ngoài ra thì họ sẽ chuẩn bị cho các bạn là 2 cái lon coca như thế này ha. Rồi, cái tủ lạnh chỉ có như đó thôi. Bây giờ Phúc sẽ bỏ cái này xuống nha. Ngay cái khu vực này là mình có cái tủ rồi các bạn. Đó. Thì ở đây là mình sẽ có một cái tủ để đựng quần áo. Bên dưới là mình sẽ có một cái cân. Ngoài ra thì mình thấy ở đây họ có một cái túi giặt ủi nữa các bạn. Ở đây là bảng giá này các bạn thấy không. Như mọi khi thì bây giờ là Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn phòng vệ sinh nha. Thì khi bước chân vào trong phòng các bạn, thì bên tay phải của mình là một cái phòng vệ sinh. Như các bạn thấy không, thì cái phòng vệ sinh này các bạn vẫn là có một cái cửa kính. Mà Phúc đặc biệt rất là thích những cái loại phòng của khách sạn Mường Thanh, là cái cửa kính là nó nhìn ra ngoài phòng nữa các bạn. Thì khi mà mình không sử dụng nữa các bạn, cái phòng của nó rất là rộng rãi. Các bạn nhìn thấy là các bạn có thể nhìn xuyên vào trong phòng vệ sinh nếu mà khi các bạn không sử dụng nha. Thì bây giờ mình sẽ bước chân vào trong phòng. Đó, các bạn có thấy không? Đây. Bây giờ mình sẽ bật đèn lên rồi các bạn. Thì ở đây là cái khu vực phòng vệ sinh này các bạn. Ở đây mình sẽ có một cái bồn rửa mặt rất là to. Vẫn là bên đây là họ sẽ chuẩn bị cho các bạn là 2 cái ly. Ở đây là sẽ có một cục xà bông. Vẫn là như cũ thì ở đây họ sẽ chuẩn bị cho các bạn là một cái mâm. Thì trong này mình sẽ có những thứ như sau. Ở đây họ chuẩn bị cho các bạn hai cái khăn này, một chai xà bông gội đầu, một chai sữa tắm. Ở đây là họ chuẩn bị cho các bạn là hai cái bàn chải đánh răng, một cây lược, một cái dao cạo râu, một cái bao chụp tóc và một bịch tăm bông nha các bạn ha. Thì mình nghĩ là những cái thứ này những thứ cơ bản mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra thì ở đây họ sẽ có một cái máy sấy tóc chuẩn bị sẵn cho các bạn luôn nếu các bạn sử dụng nha. Bên này là mình sẽ có một cái kính này các bạn. Rồi vẫn như mọi khi các bạn thì ngay bên cạnh của cái chỗ mà mình đi vệ sinh các bạn sẽ có một chiếc điện thoại như thế này. Bên đây các bạn là mình sẽ có một cái bồn vệ sinh. Thì như các bạn biết là những cái bồn vệ sinh của những nơi khác các bạn là ở ngay đây các bạn thì nó sẽ có một cái vòi sen. Tuy nhiên là những nơi khác là nó sẽ không có tấm kính này, nhưng mà ở đây họ trang bị một cái tấm kính này các bạn. Để khi mà các bạn đứng đây các bạn tắm thì cái nước từ cái vòi sen nó rọi ra. Ở đây thì họ có chuẩn bị cho mình một cái tấm lót này các bạn, thì mình sẽ để ở đây. Rồi xong rồi các bạn ha. Ngoài ra thì họ sẽ chuẩn bị cho mình là hai cái khăn lau mặt với lại là hai cái khăn tắm. Cơ bản là như vậy. Ở đây thì mình sẽ có một cái sọt rác. Rồi ngoài ra thì mình thấy ở đây có một cái kính rất là to luôn các bạn. Như vậy thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ cùng các bạn đi check in phòng tập gym và hồ bơi nha các bạn nha. Các bạn có biết mình đang đứng ở đâu không? Mình đang đứng ở trong khu vực gửi xe các bạn. Thì ngay trước mặt của mình đó các bạn là khách sạn. Mình đang đứng ở mặt sau khách sạn. Thì ngay bên tay phải của mình đó các bạn là hồ bơi này các bạn. Ở đây á, là khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột á. Thì hồ bơi là nằm ở ngoài trời, nằm ở dưới trệt á các bạn ha. Thì hồ bơi các bạn sẽ nằm ngay bên cạnh của bãi giữ xe hơi luôn các bạn. Ngoài ra là bãi giữ xe máy cũng nằm ở đây luôn. Thì bây giờ các bạn là mình sẽ đi kiếm cái khu tập gym để mình tập chút xíu nha các bạn. Mình nghe nói là nó nằm ở hướng này. Đó, các bạn có thấy không? Cái hồ bơi lại nằm bên này nè các bạn. Sau khi mà mình đi khoảng 100 m đó các bạn, từ ở ngõ sâu của khách sạn Mường Thanh mình đi xuyên qua cái hồ bơi thì ngay bên tay trái của mình đó các bạn, mình quẹo bên tay trái là cái khu vực phòng tập gym nha các bạn. Thì ngay bên cạnh là cái sân đánh tennis các bạn ha. Thì bây giờ Phúc sẽ chỉ cho các bạn cái khu vực tập gym nha. Nhà vệ sinh này các bạn, đó cái lối này là mình sẽ đi thẳng ra hồ bơi. Còn cái đây là cái phòng tập gym nè các bạn. Các bạn có thấy không, đây là khu vực tập gym này các bạn. Thì ở cái khu vực này các bạn mình thấy ha, ở đây là mình sẽ có hai cái máy để mình đạp với các bạn. Bên này là mình sẽ có hai cái máy chạy bộ, các bạn có thấy không? Rồi bên này là mình sẽ có một cái máy nâng chân này các bạn. Cái máy nâng chân. Ở đây là có một cái máy để mà mình nằm mình đẩy. Bên cái khu vực này mình lại có một cái chỗ mà để mình có thể ngồi để mình tập gập bụng nè. Còn cái khu vực này là những cái tạ để mà mình tập tạ, tập tay các bạn, tập đơn.